Lạy Đấng Tam Giới Tôn ấy, quy mạng mười phương phân, con nay phát nguyện đồng mấy tổ trì kinh Địa Tạng. Trên đền bốn ơn nặng, hên một báo thân này sanh qua cõi cưng là ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thần thông trên cung trời, đạo lợi phẩm tư nhân phần hiện thần thông, con nghe như thế này. Một hoa nọ tại cung trời, đạo lợi đứng phần vì thánh máu mà thuyền pháp luân đỏ bằng khà thuyền, bằng khà thuyền tăng ca chư Phật và Đại Bồ Tát. Trong vô lượng thế giới, mười phương đều đến hồi hôm rồi đồng khen ơi rằng đừng Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sân ngoái đứng trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh, can cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui chuyện sống chư Phật. Đều sai thì gia kính tham đường Thế Tôn, bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đuông. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phương đứng, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quỷ, vầng mây sáng rỡ đại tăng thăng. Nờ và phóng ra bằng cà khuế, vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phóng ra các thứ tiếng vì diệu như là tiếng Bồ Thí Độ, tiếng Trì Giới Độ, tiếng Nhân Nhùng Độ, tiếng Tinh Tấn Độ, tiếng Thiền Định Độ, tiếng Bát Nhã Độ, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xa, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trì Huệ, tiếng Sư Tử Hồng, tiếng Đại Sư Tử Hồng, tiếng Mây Sầm, tiếng Mây Sầm lớn trời rộng, hồi họp khi đường Phật phá ra bấn khả thuyền, bấn khả thuyền tiếng vi diệu như thế, song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng, quý thân ở trong cõi ta bàn.
và coi nữa phương ca cũng đến hồi hôm nơi cung trời đáo lời như là trời tứ thiên vương trời đáo lời trời tu diệm ma trời đâu xuân đàn trời hoa lan trời tha hóa trời tứ tài trời phàm chúng trời phàm phu trời đại phàm trời tiểu quan trời vô lượng quan trời quan âm trời thiếu tình trời vô lượng tinh trời biến tinh trời phước sanh trời phương ai trời quang hoa trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá thiền trời vô tướng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiên kiến trời thiền yên trời sáng cứu cánh trời ma hê thú la cho đến trời vi tướng phi phi tướng thương tất cả thiên chúng long chúng cùng ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đấng thần sông chằm thần lúa ma thần chú ngày thần chú đêm thần hư không thần trên trời thần chú ăn uống thần cây có cán vị thần như thế đều đến hồi hôm lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như án mục quý vương đàm huy quý vương đàm tinh quý vương đàm thai noãn quý vương hành bình quý vương nhiếm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đài ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hòm đừng qua pha khởi bây giờ đừng kinh ca mâu ni phật bao ngày văn thù sư lợi pháp vương tứ đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư phật bồ tát và trời rồng quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong quân đồ này cùng quân đồ khác này đều đến hồi hôm tại cung trời đào lời như thế ông có biết số bao nhiêu chăng ngài bạn cơ sơ lại bành phần rằng bành đơ thế tôn nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim cũng không biết số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn thù sư lại rằng đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không đêm xưa số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa độ hoàng đã thanh tựu đương thanh tựu chưa thanh tựu ngài văn thù sư lại bạch đức phật rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài nghe lời đức phật nói đó thời tin nhận liền còn hàng thiêu quá thanh
phân trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thành thân của Như Lai. Nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài tu hành gì. Làm nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế Đức Phật bao ngày văn thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằng. Trong cõi tam thiên đại thiên cứ một vần làm một sông hằng rồi cứ so cá trong mỗi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhon. Làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong một kiếp đều đem làm kiếm cá từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên. Huống là những thoa Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ngờ bực thanh văn và bính chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát hoàng khen người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng xưng danh hiệu hoàng cúng dường. Nhận đến vẻ cảnh đắm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn án đào. Trưởng gia tứ khoa nguyện này văn thu sư lời trái qua băng khả thuyết kiếm lâu xa về trước tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm một vị trưởng gia tứ. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiểu là sư tử phấn tân cụ tung vàng hạnh Như Lai trường gia tư thấy Đức Phật tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi Đức Phật tu hành nguyện gì. Mà đằng to đẹp như thế khi ấy đấng sư tử phấn tân cụ tung vạn hành Như Lai bảo trưởng gia tư rằng muốn chứng được thần tướng tốt đẹp này cần phải trải qua. Trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khổn khổ này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười thiên ở đời sau. Tôi vì những chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường Đức Phật.
Sự tư vấn thân cô túng văn hành Như Lai Ngài lâm nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số vấn khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà là một nữ cứu mê lại thua bắn khá tư nghi vô số kim về trướng lung đó, có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Ba La Môn, người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi, chư thiên thường theo hồ bề. Bà mẹ của người cương mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi tam bảo thoái, mặn dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn sa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn mang nhà đấng sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật Giác Hoa Định Từ Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Từ Tại Vương, đắp vế oai dung đủ cánh tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng, từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia, thôi đừng có bi ai, qua lắm nay ta sẽ bao cho ngươi biên chỗ của mẹ người. Thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vãi rằng đứng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi. Như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tháng sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là Đức Phật quá cứ Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai, mà người đứng chim bái đó thấy người thường rón nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống, tay chân mình mây đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, mong lát sao thanh nữ mới tỉnh
lai rời bành cùng trên hư không rằng cuối sinh đứng phần so thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sam trên mắng đơ gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thân nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ ngươi lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua giảng hoa đình từ tài vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bồng thấy thân mình đến môn bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu dữ thân thế toàn bằng sắt. Mày nhảy bên mặn biển chảy rảo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoáng nổi ở trong biển bị cắn thu giữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá có hình thù đều là lùng hoàng nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tội. Tùm quắm đau chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương xứng niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có mồn vì quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếm hỏi thánh nữ rằng hãy thái Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương Võ Đông đáp rằng đây là Tân Biên thứ nhân ở phía tây núi Đại Thiết Phi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Phi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ ơi rằng nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Đồng đảm rằng nếu không phải trước ngoài thần cần phải do nghiệm lẫn ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tôi cùng với các thu dự. Vô Độc đáp rằng những người tôi trong biển này là những kẻ tạo án ở cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớ khổ nạn cho lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này.
Cảnh miền này mười muôn gió tuần về phía đông, lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sám bồi ơn. Biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ trong đó càng trôi hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với rằng đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này. Vài thánh lại hỏi quý vương vô đông rằng địa ngục ở đâu. Vô đông đám rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lường. Sự khổ sở bừng kế nửa có đến 1000 cũng đầy không lường sự thông không. Thành nở lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới khuất gần đây không rõ, thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiêm gì. Thánh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lúng tam thời tinh chanh phám xong rồi chẳng kính dầu phước không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô đồng hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên, thân mẫu tôi hiểu là duyên đế lợi. Vô đầu chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên đế lợi. Nửa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa tham. Thờ đứng giá hoa đình từ tại vương Như Lai chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đằng tháng sanh cam. Nói xong quý vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chẳng tin rõ biết việc đó rồi bèn đổi trưa pháp tương của Đức Giang Hoa Đình tự tại vương Như Lai mà phán thề nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì là những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài văn thù sư lời rằng quý vương vô đồng trướng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện. Phần thần tập hồi pháp thứ hai hóa thân
cùng quyên thừa lòng đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiện với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chọn nghiệm đạo ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoan làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thôi chuyện như chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặn trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên ta cả đều chứng được đạo quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời lòng họ vui mừng hân chim ngưỡng đứng Như Lai mắng nhìn mãi không rời đứng Như Lai an ủi quỳ tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bơ khả tư bấn khả nghi bấn khả lượng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chánh nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác muôn đồ chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèm nghe pha của ta thời liền tin nhận hoàng có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quá hoàng có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ ta vẫn ra nhiều thân đó thoa những hàng chúng sanh mỗi mối sai càng như thề hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rồng hoàng hiện ra thân quế thần hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát hoàng hiện ra thân thiện đế hoàng hiện ra thân trời phạm vương hoàng hiện ra thân vua chuyến luân hoàng hiện ra thân quốc vương hoàng hiện ra thân cư sĩ hoàng hiện ra thân tế phụ hoàng hiện ra thân các hàng quan thuộc hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di
Nhân đến hiện ra những thân thanh văn là Hán Binh Chi Phật và Bồ Tát Đế Hoa Đồ chúng sanh chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chôn sanh căn cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ bao. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thông khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Đền lượng Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn căn điều khổ gầm phờ đưa đưa Phật thọ ký. Bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình. Trời lễ thương cảm mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ dân diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bằng đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn vân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ứng người làm cho quy kính ngồi tạm bảo coi hắn vòng sanh tướng vui niếng bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ hoàng chỉ bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cuối mong đơn như lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong đơn như lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng đừng Phật ba lần như thế lúc ấy đưa Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hay thay hay thay. Ta hộ trợ cho ông đưa toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay thường phá nguyên rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đứng Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cùng Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề ta nghiệm sai cá cam thọ qua báo ra thế nào. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân đồ hoặc nơi thời có địa ngục.
Nơi thời không địa ngục hoàng, nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoàng, nơi phẩm pháp, nơi thời không phân pháp nhân, đến bậc thanh văn và bính chi Phật vân vân. Cùng sai cả như thế chớ chẳng phải riêng tội báo, nơi địa ngục sai cả khỏi đau, bà ma gia phu nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong. Trong mong ngài lòng nghe nhận lấy, tôi sẽ lường nói việc đó thanh mau bành rằng xin thanh giá nói cho Bồ Tát lựa thuận. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thanh mau rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ưng kim. Không lúc nào mà ra khỏi đường, như có chúng sanh nào có lòng ác mà thân phận bị thương chay, máu kinh che ngồi tạm ba chăng kinh, kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không khi nào ra khỏi đường. Hoàng có chúng sanh xâm tổn của thường trụ phạm tăng ni, hoàng tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoàng chia hoàng ai như chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục. Trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường, như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ thơ tâm chẳng phải sa môn, làm dùng của thường trụ trai phạm giới luật gàn gấm hàng bành y. Tạo nhiều điều tội ác hạng người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào mong ra khỏi đưa. Hoàng có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ, và kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi đường. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh mau, nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng khoáng, một niệm cũng không được. Bà ma gia phu nhân lại bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát cứ rằng thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiên Vi lớn có 18 chỗ thưa kê đón, 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thưa kê lại có 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giam vòng ngục thành hơn 8 muôn dâm thành đó, thuần bằng xa cao đến 1 muôn dâm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống, trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác.
Riêng có một sở ngũ tên là Vô Gián Ngục này, châu vi một muôn tám nghìn dặm, tường ngũ cao một nghìn dặm, toàn bằng sáng cá lửa cháy hừng hở, suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngộ có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế, lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớm nhoang. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bầm chàng lại có quý và xoa khá cầm chia lớn bằng sáng đâm vào mình người tôi, hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi. Lửa lên trên không lấy chi hứng lấy để lại trên giường lại có diệu hầu bằng sáng mố măng người tội, lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó khắm trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do về tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoại thời sanh nhờ qua địa ngục về thế giới ca lùng thịt giới càng đó hư hoại thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoại thời cũng xoay vân sanh vào coi khăn. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này, nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một tội nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ nên gọi là vô gián. Hai, một người tôi thân đầy chật cá ngục, nhiều người tôi môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián. Ba, những khi cô đề hành hình tôi nhân như chia ba gầy diệu hầu răng soi cho cõi già cõi sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sẵn dây sẵn lừa sẵn ngừa sẵn giá sống niệm đầu nướng sẵn nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khác thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sự khổ sở nói nhau luôn không mò dây ngừng ngớn nên gọi là vô gián. Bốn, không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quy.
Thề gây tội ác theo đó mà cam lấy, ta ca đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gian. Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoáng một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành tội, cùng những sự thông khổ trong địa ngục đó, giàu nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiên lo rầu mà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lùi ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư, Bồ Tát vẫn chỉ lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng: Bạn Đơ Thế Tôn, con nương sơ oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu vớ tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ sơn đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế. Đường này còn lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật làm cho chúng sanh, trong sáu đường đều đặng đô thoát. Xin vâng bàn Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ đứng phần báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định, hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư, con quyền làm lành thời kênh thành quá bao lành, làm lành cũng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra. Lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngưng ngân, mê làm chương nặng trai đến kiếp số nhiều như vi trần, vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra, rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trôn đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn, đồ anh ca chúng sanh bị tội khổ. Thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoai, khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong phạm môi có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Từ Tại Vương ra bánh cùng đứng phần rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếm đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế? Mong đường Thế Tôn lượng nói cho. Bây giờ đứng Thế Tôn bao ngày định từ tại vương Bồ Tát lắng nghe
Phải kẻ suy xét đó ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nữa lân cận vô lượng vô số na do ta bấn khá thuyết kim về thuở trưởng lúc đó có đứng phần ra đời. Hiểu là như thiết trí thành tựu như lai ứng cung chánh biên trì minh hành tùng thiền thề thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn. Đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hàng mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc án hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sám thành phần. Sẽ độ dân chúng ngay làm cho đều đường giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước độ những kẻ tội cố làm cho đều đắng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng phán bao ngài định từ tại vương Bồ Tát ông vô pha nguyện sám thành phần đó chính là đức như thiên tri thành tựu như lai còn ông vua pha nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội khôn. Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quang mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thuở trước có đức phận ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đừng phần đo thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hán gặp một người nữ tên là Quang Mông nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường là hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì Quang Mông thưa rằng. Ngài thân máu tôi vỡ tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vỡ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi tha sanh vào đường nào là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quang Mông đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở là hắn hỏi Quang Mông rằng thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Hoàng Mộng thưa rằng ngài còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa xin tổng gia thương xó chỉ dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là xót thương bèn dạy phương trước ngài khuyên Quang Mục rằng.
Người phải đem lòng chỉ thành mà niệm Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Một Như Lai và Vế Đam hình tương đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quang mùng nghe xong liền xuất tiền quang. Hòa thượng Phật Ma Tha cũng nàng lại đem lòng cung kính không than chim ngưỡng đánh lệ tường Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của đứng Phật sáng vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quang mung rằng chẳng bao lâu đầy thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết đói lánh thời liền biên nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quang mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của ngươi. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi vinh việt người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp diệt hại vật để che bài mắng nhiên mà tỏ bao khôn. Nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hoàn khổ quang mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao? Đưa đề đám rằng những việc tôi có nói ra càng bấn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được quang một nghe xong than không rơi lệ mà bành cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chư Phật trong 10 phương thương xó chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ bà an hà tiên cùng thân gái cùng kiếp không còn thò những qua bao sau đó nữa tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ám đạo. Địa ngục súng sanh và ngạ quỷ vân vân những kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quang một quang nguyện đó xong.
Liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên hoa mộng Như Lai dạy rằng: Này Quang Mục, nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Thà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lung mãng 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phàm, chi sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước, sống lâu đến số không thể tính kể, sau đó sẽ thành phần độ nhiều hạng người. Trời so đông như số ca sông hàng đơ phần ba ngày định tơ tái vương Bồ Tát rằng: Vì là hán phơ lanh độ quang một thòa đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô của Quang Mùng là ngài giải thoát Bồ Tát, còn Quang Mùng thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếm lâu xa về trước, ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà sa số lời thề nguyện. Đồ khâm chung sanh như thế trong đời sau, như có chung sanh không làm lành mà làm ác, nhân đến kẻ chẳng tin luật, nhân quả kẻ tà dâm vòng ngữ, kẻ lưỡng thiện ăn có kẻ hủy bán đại thường. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế, chẳng phải bị đọa vào ẩn đạo, nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoan khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi ba khổ nơi ba ăn đạo, nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ, người khiêm cùng dân cung những y phục đồ ăn và cuốn các thư trăng bao. Thời người đó trong 100.000 muôn ứng kiếp sao thường nghe coi trời hương thọ sự vui tăng nhiều hòa lung phước trời hình sanh xuống chốn nhân gian quân còn thường làm vị đế vương trong 100.000 kiếp. Lại nhớ được cội ngàn nhân quá trong càng đời trước của mình, này định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát, có sức ngoài thần đơn lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay đến từ tại vương bánh Đức Phật rằng: Bánh Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo nghìn muôn ứng đại Bồ Tát chúng con đều có thế nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề, để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cùng kinh chấm tay lê Phật mà lùi ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật: Bây giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng kinh chấm tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa nhưng lại đã phá nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết?
Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ đức phần ba bốn vị thiên vương rằng: hay thay ấy thay nay vì muốn được sự lợi cho chúng sanh. Ta về các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lai mà nói những sư phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương xót á mà cứu vớt độ thòa thân ca chúng sanh mang phải tội khổ bốn ông thiên vương bành rằng: vâng bành Đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hoang. Đờ vàng ba bốn ông thiên vương rằng: từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đô thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, Ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dưng, vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện: Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bà, dùng trăm nghìn muôn ngữ phương tiện chưa để giáo hóa chúng sanh này, bốn ông thiên vương Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh vào thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cấm thời Ngài dạy rõ qua bao nghèo khốn khổ sợ, nếu gặp kẻ tà dâm thời Ngài dạy rõ qua bao làm chim xe xe bồ câu uyên ương, nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời Ngài dạy rõ quá bao uyên thua kình chống nhau, nếu gầm kẻ hay khinh chê thời Ngài dạy rõ quá bao không lưỡi miệng lỡ, nếu gầm kẻ nóng giận thời Ngài dạy rõ quá bao thân hình sâu xí tàn tần, nếu gầm kẻ bon sen thời Ngài dạy rõ quá bao cầu muốn không được toại nguyện, nếu gầm kẻ buồn lùng săn bắn thời Ngài dạy rõ quá bao kinh hải điên cuồng mất mang, nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời Ngài dạy rõ qua báo trời đấng tru lòng, nếu gặp kẻ đốn núi rừng có cây thời Ngài dạy rõ qua báo cuồng mê đến chân, nếu gặp cha mẹ ghé ăn ở động thời Ngài dạy rõ qua báo tha sanh trở lại hiện đời bị roi vọt, nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thời Ngài dạy rõ quá bao con nhu chia lìa, nếu gặp kẻ huy bán tam bảo thời Ngài dạy rõ quá bao đuôi đĩa cầm ngồng, nếu gặp kẻ kinh chê vào pháp thời Ngài dạy rõ quá bao ơ mai trong an đào, nếu gặp kẻ làm pha của thượng trụ thời Ngài dạy rõ quá bao ức kim luân hồi nơi địa ngục, nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thánh tinh và vô bản tăng già thời Ngài dạy rõ qua bao ơ mái trong loài súng sanh, nếu gặp kẻ dùng nửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật,
Thời ngày dài ra quá ba phải luân hồi thường mang lớn nhau nếu gầm kề pha giới phàm trai. Thời ngày dài ra quá bao cầm thu đôi càng nếu gầm kề phung phi pha tồn của cái một cách phi ly. Thời ngày dài ra qua báo tiêu dùng thiếu hụng nếu gầm kẻ tao ta kêu màng công cao. Thời ngày dài ra qua báo hèn hà bị người sai khiến nếu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ. Thời ngày dài ra qua báo không lưới hay trăm lưới nếu gặm kê ta kiến mê tin. Thời ngày dài ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăng nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đề từ nơi thân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thế. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế. Địa tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy trước phải chiều nay căn quả bao như thế. Sao lại đoa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cũng bao trở coi nướng chờ để những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bọn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện Địa Tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiện hóa độ quần mong đời ngũ trượt khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát.